Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ test một con máy cắt gạch, cắt gỗ, máy cắt đa năng đấy. Máy bàn nhỏ nhỏ đấy mọi người nhá. Mua ở trên Lazada. Cho mọi người xem nha, mọi người cùng xem mình đập hộp và test thử con máy đấy nhá. Xem máy gì nhá. Máy gì? Máy. Nhá, hai bố con mình sẽ đập hộp cái máy mọi người nhá. Gói rất cẩn thận mọi người ạ. Đây là một cái túi giấy đen đen ngoài đây. Bên trong là cái vỏ máy mọi người nhá. Giờ mình phải cắt hết lần lượt đây. Hai bố con mình đang háo hức xem là họ gửi hàng cho mình như thế nào nhá. Cái máy này mình đặt ở trên Lazada với giá là 385.000, cộng cả tiền ship về đây là 406.000 mọi người ạ. Đây, cái hộp rất đẹp mọi người nhá. Cái hộp này không biết là phải hộp của nó không nữa. Hộp này không phải hộp của máy đâu. Cái máy tên nó khác. Máy Trung Quốc đơn ra mình cũng chả biết đọc như thế nào. Thấy rẻ rẻ thì mua thử xem để xem nó xem sao chứ. Thật ra là dùng rất nhiều loại máy nhưng mà cứ phải thử mỗi thứ một tí mới biết được mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra thăm bên trong xem máy như thế nào mọi người nhé. Con máy có đúng như hình không nhé. Đấy. Đúng con máy như hình mình đặt trên mạng mọi người ạ. Đây. Đặt trên Lada. Máy thân máy vỏ máy màu đen và sau có cái đuôi đỏ đỏ này. Máy zin rất chắc chắn mọi người nha. Đây. Nhìn này quay cho mọi người xem đây. Đây là giắc cắm này, điện này. Đấy. Nguyên bản, nguyên tai văn kiện rất mới mọi người nha. Đấy. Kèm theo máy là được tặng một lưỡi cắt gạch. Hai cái mở máy, trong này chắc không còn gì. Cũng không có cái sách hướng dẫn luôn mọi người, không có cả dây tiêu luôn. À có sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn lắp máy. Đấy có. Toàn chữ nước ngoài thôi, chịu rồi. Trình độ của mình không thể đâu. Cho con hộp để chơi. Đây. Tặng kèm một lưỡi cắt gạch này. Hai cái mở máy này. Một lưỡi cắt gỗ nữa. Và bây giờ mình sẽ mở cái máy ra để mình lắp thử cái lưỡi cắt gạch vào để mình cắt thử cho mọi người xem nhé. À, cái này nó phải dùng hai cái mở này mới vặn được mọi người. À, hơi chặt. Mình phải dùng cái mở này. Máy chạy rất ok, nhưng không dính tóc gì cả.
Công nghệ trong máy này giá rẻ nhưng hơi nhìn không biết là cái độ bền của lông không được. Đấy, ok mọi người nhá, cài ướp. Đây, mình sẽ quay cho mọi người nhìn kỹ cái đuôi máy đây, cái chữ, cái tên hãng máy đây, máy Trung Quốc rồi, 6140 gì đây, 4800W, điện 220. Rất chắc chắn, rất đẹp. Cái vỏ máy làm rất là kiểu là hầm hố, rất đẹp mọi người ạ. Độ bền thì không biết có cao không. Các dòng này chắc lõi nhôm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Nếu mà thấy hay hữu ích thì mọi người hãy bấm like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy.